Van Cleef 50 Plus bên Huấn Nano cháy hàng. Rất nhiều anh em đã chốt đơn sản phẩm của bên mình. Một cái mức giá đưa ra để anh em mình chơi một cái van cơ đầy mới, chống hú cổng quang Bluetooth, chế độ tinh chỉnh nhạc đơn giản, hiệu quả, eco gì vật đều có. Một cái gì vật ở đây thì anh em lưu ý rằng gì vật của van cơ nó không quá nhiều đâu nha. Đây là sản phẩm được anh em mình tin dùng của bên mình mới về, và mức giá mình chào đưa ra là 1.250.000 đồng một cái, bên mình bao ship. Sản phẩm sẽ có máy trần như này, và đi kèm bên trong là có dây điện nguồn, một cái điều khiển, một đôi pin để lắp vào điều khiển, một cái tu vít con, và một cái anten bắt Bluetooth. Đối với van cơ là một cái ưu điểm về đường nhạc là rất là mạnh, căng tiếng nhạc anh em mình có thể tinh chỉnh dễ dàng. Cần 3 nút ở đây: bass, mid, chép, rồi vặn volume, mid, master tổng là ngay mục đích này đó. Với chế độ bảo hành 1 năm cho anh em xài con van cơ này, 1 năm anh em nhé. Trong quá trình dùng nếu có lỗi của nhà sản xuất, anh em gửi hồi về, bên mình gửi đi bảo hành. Bảo hành 1 năm cho anh em mình sử dụng yên tâm. Nhưng đối với van cơ thì gần như là anh em nào đã buôn hoặc anh em đã dùng thì rất ít khi lỗi, rất ít khi là lỗi, quá ít luôn. Và anh em nếu chưa có dây kết nối thì anh em mình có thể đặt mua bên mình. Đây sợi dây bên mình giới thiệu đây, nó có hai loại dây. Đầu tiên đó là sợi dây kết nối từ vang xuống đẩy, dòng vang xuống đẩy này, hàng có cục chống sôi, giá cộng thêm là 100.000 đồng một cặp, bên mình sẽ bao ship luôn theo sản phẩm, có nghĩa là sẽ vào 1.350.000 đồng một cặp, một máy và một cặp như này. Nếu anh em mà dùng để xuất xuống âm ni, nghe từ vang xuống âm ni, thì bên mình có sợi dây như anh em mình đang quan sát đây, từ ca đông cái xuất bông sen như này, hàng tốt như này, giá bên mình cũng đưa ra là 100.000 một cặp, cũng bao ship theo máy, cũng là 1.350.000 đồng, và bên mình bao ship luôn. Hàng cháy anh em nhá, cháy hàng rồi, anh em mà có đặt thì chắc là bị chậm một chút, bên mình bắt đầu đang kéo hàng về. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này nhá, chào anh em. Anh em đặt hàng liên hệ trực tiếp bên mình qua số máy 0904 61 23 23, và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video.